Đầu mùa xuân tươi
mùa thu với những vần thơ tuyệt mỹ. Niềm tin không có bên bờ.
niềm mơ ước cho ngày mai. Em viết cho anh bài thơ ân ái, tuyệt luân trong giấc mơ hồng. Muôn năm không chịu phai mờ. Từ đêm nay một đêm. Thank you.
thường. Ta ngỡ trong mơ mình vào cõi mênh mông thiên đường. Xin mãi hôm nay để cùng đi cho trọn năm tháng. Ta có bên nhau để nhiệt tiếp cung đàn dở dang. Và để mở đầu cho phần cảm xúc chốn xưa tìm về, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em đến bên anh qua phần trình bày của nữ ca sĩ Triệu Yên. Mom.
mong em về đây mắt nai siêu hiền, đôi môi tiếng em đêm đêm cho anh say giấc mộng đêm. Cơn mơ tình yêu có đôi tim hồng, chúng con yêu xưa nắng mai ấm nồng, tay đan vào nhau đến nơi mơ mộng, ai hồi thắm tươi tâm lòng cho nhau nụ hôn.
của nam ca sĩ Hồng Sơn. Xin quý vị cùng lắng nghe. Nơi ấy đông có lạnh không?
núi, hàng cây soi bóng hồ xanh, ngả nghiêng nghiêng dáng mong manh, rừng lá xác xơ cây cành. Một mình anh nơi đây, buồn vắng bước chân lẻ loi, tìm về nơi phương xa, hình bóng dáng xưa nhạt nhòa. Để từng đêm trong anh nặng sầu mang đầy trái tim u hoài, và một môi hương thơm còn thoảng đưa mãi không nhạt. Niềm vui trong đời đã tan biến, ôi đã xa, hạnh phúc vừa đến vội tan. Ta bước đi lòng miên man nỗi sầu bi, còn đau đây câu nói biệt ly, chợt nhớ nắng xuân đang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm cho không khí được thay đổi để tiếp tục lắng nghe những giai điệu của những câu chuyện tình yêu đẹp. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ánh Mắt Mùa Xuân được trình bày qua giọng hát của nữ ca sĩ Nguyên Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và nếu như vẫn chưa tìm thấy thì xin quý vị hãy chờ nhau nhé. Và ngay bây giờ
giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng trong đêm nhạc ngày hôm nay, ca khúc Chờ Nhau với phần trình diễn của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tất cả những khuôn mặt này là đó là những cái
thành tựu lớn khi các tìm lại khi trở về nơi chốn cũ này. Nhưng với tiếng lòng ai, đây chỉ là một bước đầu về lại quê hương. Trong khán phòng có quyền hy vọng, tiếng vọng cả đời người, ấy là sáng tạo. Xin tặng bạn. Chúng tôi lên đây hơi đột xuất và hơi vì sao hơi kỳ dị kỳ lạ đối với quý vị trong thính phòng này, bởi vì với Trần Ngọc Khánh, với tiếng lòng ai thì chúng tôi với Trần Ngọc Khánh lại có một cái câu nó khác hơn một chút xíu, là với tiếng lòng của chúng tôi. Trần Ngọc Khánh từ hồi bất chi không sợ, từ hồi 11 tuổi vào tiểu trung viện Nha Trang, lăn lộn mài một cuộn viết trong những câu nhỏ xíu xíu lên để tập những tiếng đàn, những câu ca. Và xin lỗi ngài điều khác mà chúng tôi có tiếng gọi rằng là Canterbury Bishop, ca ngợi Thiên Chúa là bằng hai lần cầu nguyện, không phải là toa sẽ phát toa hai lần ca ngợi Thiên Chúa là cầu nguyện bằng hai lần. Thì những tiếng đàn đó, những dòng nhạc đó, những thi ca đó mà Trần Ngọc Khánh về chúng tôi lăn lộn từ hồi 11 tuổi cho tới lúc bây giờ là đã tóc bạc hoa râm, đã nhiều kỷ niệm với những tiếng lòng mà chúng tôi nghĩ rằng với những anh em cựu trùng sinh, những người đi tu, những người đã từng lăn lộn trong cái những câu kinh, những câu ca của nhà dòng dạy cho chúng tôi, mà hôm nay Khánh đã trải lòng ra cho cuộc đời và đại diện cho những người đã từng với Khánh như là một người em, một người bạn, một người anh, và chúng tôi hiện diện ở đây hai bài cuối cùng để cảm nhận được tiếng lòng của chúng tôi qua lời hát dòng nhạc của Khánh với Canterbury Bishop Honorary. Và chúng tôi xin chúc mừng Khánh ngày hôm nay bằng tiếng hát của chúng tôi, bằng lời cầu nguyện của chúng tôi cho sự thăng tiến của Khánh trong cuộc đời mà Khánh không còn là một người tu sĩ nữa mà là một nhạc sĩ của dòng đời của chúng ta. Xin thay lời cảm ơn. Chúng tôi hy vọng rằng trong đêm ngày hôm nay, nếu có những thiếu sót gì, xin quý vị đồng lòng bỏ qua, và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho nhạc sĩ Trần Ngọc Khánh trong thời gian sắp tới. Và xin chúc quý vị thành công và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Quên lấy CD và tặng nhé.